Giật mình với vị khách đến từ thời tiền sử ngay giữa Sài Thành và hành động hết sức bó cần của anh tài xế xe công nghệ khiến dân mạng hết lời khen ngợi. Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng trước hình ảnh một anh tài xế xe công nghệ đang chở vị khách độc lạ. Không phải khách nước ngoài mà vị khách này đến từ thời tiền sử, có chiếc đuôi dài và hình dáng trông có hơi dữ dằn. Theo như quan sát thì vị khách này rất nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, cũng đội mũ bảo hiểm giống như bao người, thậm chí anh tài xế công nghệ còn bó cẩn, bọc vị khách ngồi trong túi bóng và dán băng dính cố định ở xe cho chắc chắn, đảm bảo có đi mọi cung đường cũng không hề bị rơi. Thực chất, vị khách này là một chú khủng long bằng bông. Chắc anh tài xế xe công nghệ này được book đi ship hàng. Nhìn hình ảnh của vị khách đặc biệt ngồi sau xe của anh tài xế cũng thấy đáng yêu. Nhiều cư dân mạng còn trêu rằng, chắc lâu ngày anh tài xế không được cảm giác có người ôm phía sau đây mà. Có gấu là xưa rồi, hẳn khủng long mới chịu cơ. Tuy chỉ là một khoảnh khắc vô tình được bắt gặp trên đường, nhưng ý thức chấp hành luật giao thông của anh tài xế và vị khách này rất đáng khen ngợi đúng không cả nhà? Bạn nghĩ sao sau khi xem xong video? Comment ngay cho TV Chen được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé!